ngày quốc tế điều dưỡng của thời Thanh Bình và chưa biết COVID là gì. Ngày 12 tháng 5 năm 2021, bạn đi đâu? Dạ chưa chị ạ, hôm đó thì em phải đi làm như bình thường thôi. Như năm ngoái cũng là cũng gần dịp nên là tụi em cũng ở. Thường thường mỗi năm thì bệnh viện cũng có tổ chức cho ngày điều dưỡng. Nhưng mà năm nay chắc là dịp nên là mình chấp hành theo cái ban chỉ đạo phòng chống dịch đã. Về nhà ăn một bữa thật ngon và ngủ một giấc. Trong tình hình dịch này thì chắc là sẽ tiếp tục chống dịch thôi. Tình hình dịch này thì ngày hôm đó thì mình chỉ có đi làm thôi chứ còn ngoài ra không làm gì hết. Trong ngày quốc tế điều dưỡng thì tình hình dịch năm nay thì em chỉ đi làm và về nhà thôi chứ cũng không có dự định để làm thêm một cái gì hết. Trong tình hình đó thì em mong là dịch sẽ qua nhanh hơn để mọi việc trở lại bình thường. Và ngày quốc tế điều dưỡng của năm nay không tịch tùng, không liên hoan, không kỷ niệm, chỉ còn lại. Hôm nay dưới cái nắng 38 độ, hỗ trợ khai báo cho bệnh nhân. Hôm nay chân cô thầm thắt, phân luồng, sàng lọc, chăm sóc bệnh cách ly. Giờ này cô chưa ăn vì cụ ở giường số 5 ăn chậm hơn hôm qua. Hôm nay cô chưa nghỉ vì bà ở giường số 5 vẫn đang thức. 12 tháng 5 là ngày gì? Nhân ngày điều dưỡng quốc tế, thực sự trong tâm khảm của Hậu thì luôn luôn cảm thấy rất là hạnh phúc khi được đồng hành với các em điều dưỡng, các chị em điều dưỡng ở đây. Luôn tạo cho tôi luôn cảm giác một cái cảm giác thân thiện và có một cái sự gắn bó rất là mật thiết. Sự thành công của trung tâm cũng như là của bệnh viện trong thời gian trong 6 năm vừa qua cũng không phải chỉ một công sức của một cá nhân nào mà cũng có tập thể, và trong đó vai trò điều dưỡng nó chiếm đến tôi nghĩ là phải hơn 80%. Một lần nữa chúc các em luôn mạnh khỏe, thành công hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, và đặc biệt luôn cố gắng học hỏi và nâng cao trình độ của mình, xứng đáng trở thành những người điều dưỡng giỏi giang trong tương lai và đạt được những kỳ vọng của bệnh nhân. Cảm ơn và chúc sức khỏe các em. Cái dịp mà kỷ niệm ngày quốc tế điều dưỡng năm nay cũng rơi vào cái thời điểm mà dịch Covid đang hoàn thành, thì bác sĩ Đa không có gì hơn là xin chúc tất cả các điều dưỡng của family chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng với những family khác chiến đấu chống lại được Covid, và chúng tôi rất là yêu quý và trân trọng các bạn. Bằng những mạnh mẽ, kiên cường của đôi vai nhỏ bé, tận tâm chăm sóc người, đâu quản ngại ngày đêm. Chúc mừng ngày quốc tế điều dưỡng